mình xin giới thiệu các bạn một món nước chấm đặc sản của miền Trung, duy nhất ở miền Trung mới có các bạn. Chấm vào là ngon, siêu cay, siêu ngon, nhưng mà nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ có 3 thành phần chính thôi. Đầu tiên là ớt nè, tiếp theo đó là muối nè, 1 muỗng muối nè, 2 muỗng muối các bạn, 3 muỗng muối, 4 muỗng luôn, 3 đường. Đó, chỉ có ớt, muối, đường. Còn cái liều lượng nó như nhau nha các bạn. Cái kia 3 muỗng, 4 muỗng thì cái này 4 muỗng. Mà muốn ngọt ngọt xíu thì cho 5 muỗng. Rồi sau đó chúng ta giã nhuyễn ra. Rồi sau khi nhuyễn ra thì chúng ta cho thêm chanh vào. Còn bây giờ mình giã nha. Đây là sau khi mình đã giã nhuyễn ớt, đường và muối các bạn. Nó sẽ có một màu rất là đẹp các bạn. Cái này là nặng chanh vô nó sệt sệt nên là chấm là nhức nách luôn. Và đường chúng ta và ớt chúng ta giã xong, chúng ta thêm một ít lá chanh vô các bạn. Và sau đó bây giờ chúng ta nặn nước chanh vào. Đó, mình nặn nhiều chanh một xíu nha các bạn để cho nước nó sệt cho mình chấm nó mới ngon. Tiếp tục nặn các bạn ơi, cái này phải nặn một trái là nữa.